Xin chào tất cả các bạn, mình là hỗ trợ đồ án công nghệ thông tin đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một đề tài theo định hướng nghiên cứu mà ở trên các nước ở trên thế giới thì họ đã làm rất là lâu rồi. Tuy nhiên Việt Nam thì mình là năm 2020, 2021 thì mình mới bắt đầu là triển khai cái định danh căn cước công dân đúng không ạ? Hay các bạn cũng hiểu là cái thẻ căn cước công dân. Thì cái này thì người ta gọi là cái thẻ định danh danh tính điện tử đúng không ạ? Thì đây là một cái đề tài nghiên cứu và tìm hiểu kỹ thuật mật mã đảm bảo an toàn thông tin trên danh tính điện tử. Thì cái định hướng của cái đề tài này là gì? Mình sẽ tìm hiểu về cách vận hành của hệ thống này, nó lưu trữ dữ liệu làm sao, bảo mật làm sao. Thì các bạn sẽ phải nhớ thông tin là lâu nay thì mình đã làm cho các bạn và quay video cho các bạn rất nhiều về cái việc mà đồ án theo hướng sản phẩm đúng không? Thì trong cái việc mà khi mà các bạn làm đồ án tốt nghiệp ấy thì nó sẽ có hai hướng. Thứ nhất là theo hướng ứng dụng, ứng dụng. Cái thứ hai là theo hướng nghiên cứu. Thứ hai là hướng nghiên cứu. Thì các bạn chọn hướng nào cũng được, mà thường đa số thì mình thấy các bạn là hay chọn theo hướng ứng dụng, tại vì hướng ứng dụng thì các bạn có thể làm thiết kế và phát triển một hệ thống nào đấy, thì khi đưa ra một cái sản phẩm thì các bạn có thể cảm thấy là nó thú vị hơn đúng không ạ? Ví dụ như là phát triển di động này, hoặc phát triển một cái phần mềm di động, hoặc là xây dựng một cái xây dựng hệ thống website đúng không? Tại vì cái này thì các bạn có thể thấy kết quả của nó luôn, và nó thời gian thì nó cũng đỡ phức tạp hơn so với việc bạn theo hướng nghiên cứu. Hướng nghiên cứu thì sẽ đối với những các bạn chuyên về học thuật hoặc là những người học lên cao hơn, được chưa? Ví dụ vào blockchain ở đây thì cũng gọi là theo hướng ứng dụng. Còn theo hướng nghiên cứu thì nó sẽ có khó khăn hơn một chút, tại vì là nó sẽ liên quan tới cái việc mà thuật toán tối ưu này, đúng không? Thuật toán tối ưu này, rồi liên quan đến vấn đề an ninh mạng, đúng không? An ninh mạng ở đây thì các bạn có thể là phương pháp để bảo mật thông tin dữ liệu này, rồi chống lại các cuộc tấn công này, hoặc là nghiên cứu về các hệ mật, đúng không? Nghiên cứu về các hệ mật như là trong cái đề tài này, là mình sẽ nghiên cứu về hệ mật và đề xuất cái hệ mật ra, được chưa? Hoặc là vấn đề về máy học và trí tuệ nhân tạo, và trí tuệ nhân tạo, đúng không? Cái này thì là mình sẽ nghiên cứu và cải thiện các mô hình học máy mới nhá, được chưa? Đấy thì thường là lâu nay các bạn làm và sẽ theo ứng dụng rất là ít các bạn theo hướng nghiên cứu. Tại vì là hướng nghiên cứu thì làm khó hơn, lâu hơn, đúng không ạ? Các bạn phải công nhận điều đấy, tại vì là làm theo hướng nghiên cứu thì nó làm mất nhiều thời gian, và cũng như là cần phải có một cái kiến thức lý thuyết thật là chuyên sâu trong lĩnh vực của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái hướng định hướng nghiên cứu. Thì đây các bạn thấy trong mình của mình đây là cái về phần tổng quan về nội dung 3 chương là gần 101 trang. Đây, ví dụ chương 1 là tổng quan về thẻ danh tính điện tử, là cái thẻ mà ở Việt Nam ta nó như mình nói là thẻ căn cước công dân, thì họ phát triển nó rất là sớm rồi. Nên có Việt Nam mình thì nó phổ biến hơi muộn một chút, tại vì là cái này thì cũng là cũng nghiên cứu từ lâu. Cái này xuất thân từ bên cục C06 đúng không ạ? Bên quản lý hành chính trật tự và xã hội của bên Bộ Công an. Họ là nghiên cứu mà mới phát hành 2 năm nay tại Việt Nam đây. Đấy, Bộ Công an này bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân, được chưa? Năm 2016 thì mới bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân thôi, nhưng mà đến năm 2020, 2021 thì mới là gọi là gắn chip, đúng không ạ? Đấy, thì cái thẻ này thì nó trong cái nội dung chương 1 này thì mình sẽ đưa ra những cái giới thiệu về thẻ danh tính điện tử, thì nó sẽ có lịch sử ra đời này, khái niệm này, cấu tạo và cách thức hoạt động của thẻ đó. Đó, được chưa? Nếu mà bạn nào muốn hiểu chuyên sâu hơn về cái thẻ căn cước công dân của Việt Nam mình ấy, nó hoạt động làm sao, thì các bạn có thể xem cái file báo cáo này để hiểu hơn. Tại vì là nghiên cứu một cái đề tài này bên mình là nghiên cứu mất 4 tháng thì mới đưa ra được cái nội dung như thế này. Đó, thì tất nhiên là nội dung này thì trên mạng nó cũng có, và trong cái tài liệu tham khảo nó có, nhưng bắt buộc là mình phải dịch ra, nó phải kiến thức của mình và có trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo. Thì các bạn thì thấy là ví dụ như để hoàn thành một cái bài báo cáo 100 trang như vậy thì bên mình cũng đã phải đọc tài liệu và viết tham khảo 13 danh mục tài liệu, được chưa? Mỗi danh mục tài liệu nó rất là nhiều, ví dụ như là bạn có thể là phải đọc và soát thử hộ chiếu sinh chắc đó, đúng không? Đây rất là dài, và nội dung thì mình cũng lấy ở trên đây và biến nó thành của mình thôi, được chưa? Đó, và để thấy là rất là nhiều nội dung cấu tạo cái thức hoạt động thời danh tính điện tử này, rồi phần thẻ vật lý này. Phần thẻ vật lý là cái thẻ mà chúng ta cầm được ở trên tay ấy, được chưa? Chúng ta thấy những cái thông tin con số ở trên tay ấy. Rồi phần vi mạch tích hợp này, được chưa? Là cái phần con chip đúng không? Rồi đặc điểm vật lý của MRTD này, được chưa? Đó, ánh sáng này, các thông số kỹ thuật của thẻ này, được chưa? Rồi cách thức hoạt động này, đây cách thức hoạt động thì nó sẽ như thế này, nhận dạng những tín có tín đúng không, lợi ích này, và hệ thống nhận diện điện tử trên thế giới này. Đó là cái về phần chương 1 nó sẽ giới thiệu như vậy, và mình đưa ra nội dung lý thuyết như vậy. Và tất nhiên là làm khi mà làm nghiên cứu thì các bạn bắt buộc phải trích dẫn tài liệu đầy đủ cụ thể và chi tiết, các bạn lấy đâu thì các bạn phải trích dẫn ra để tránh cái việc mà trùng lặp đạo văn, đúng không ạ? Tiếp theo là về phần chương 2 là dữ liệu trên thẻ danh tính điện tử nó được sao lưu và nó được cấp thông tin như thế nào. Ví dụ như các bạn có thể thấy là khi mà mình tích hợp trong cái VNID thì khi các bạn đưa căn cước công dân là người ta quét cái mã QR thì họ sẽ biết được thông tin của các bạn đúng không?
vì tại sao nó theo cái cách gì mà nó thể lưu trữ thông tin, hoặc là các bạn thắc mắc là vì sao mà khi mình nạp tiền vào tài khoản ngân hàng của mình mà mình cầm một cái thẻ vật lý ra mình đưa vào cái ATM mà mình có thể rút được tiền không? Đó là cái cách thức hoạt động dữ liệu trên cái thẻ danh chính điện tử, tương tự như cái việc mà gắn chip trên căn cước công dân cũng như gắn chip ở trên cái thẻ ATM, dữ liệu bảo vệ sinh trắc học rồi lưu trữ trên chip này. Đó, khu vực kiểm tra mã trường này, ngôn ngữ và ký tự này, đúng không? Đây, của người ta, thông tin người ta đây, tương tự như Việt Nam mình thôi. Đó, được chưa? Và để nghiên cứu ra một cái thẻ này nó không hề đơn giản, nó không, nó đòi hỏi những cái kỹ thuật rất là phức tạp. Mà cái này thì thông tin không được public ở trên mạng. Đó, nếu mà bạn nào muốn biết sâu hơn thì các bạn phải cố tài liệu bên Bộ Công an thì các bạn mới biết được. Đó. Rồi các vùng đọc máy này, quy trình truy xuất dữ liệu trên thẻ ID này, khi mà thường các bạn tích hợp thông tin vào cái việc truy xuất nguồn gốc, truy xuất thông tin này nó rất là dễ, đúng không ạ? Đó, đây là một cái mô hình các giao thức sử dụng mật mã. Tại vì cái đề tài này thì mình đã nghiên cứu về cái việc đảm bảo an toàn thông tin, thì mình sẽ tập trung vào cái gì, hệ mật, có hệ mật để nghiên cứu về những cái giao thức an toàn thông tin. Và ví dụ các bạn có thể thấy chip này, thường là pin này, sử dụng cái gì, giao thức sử dụng giao thức PACA, đúng không, ba kia ấy, sử dụng giao thức đó, cái giao thức mật mã này, EAC này, được sử dụng 25 văn phòng bảo mật thông tin này, chưa, EPAS này, chưa, đây là cái việc mà mình sẽ sử dụng cái giao thức và lược đồ mỏ. Giờ mình cái này là định hướng nghiên cứu của những các bạn học chuyên về an toàn thông tin theo định hướng là crypto, đúng không, theo hướng mật mã đó, tại vì nó cũng khá là khó nghiên cứu nhiều. Thì các bạn thì thấy ở trên thế giới này thì họ đã phát hành từ năm 2001 này, đúng không, online rất là sớm, phát hành năm 2000 này, rất là sớm. Thì ở Việt Nam mình thì nó mới sử dụng ở đây thôi, đúng không? Đấy. Tiếp theo là cái phần chương 3, là cái phần khá là quan trọng, đây là kỹ thuật mật mã đảm bảo an toàn cho thẻ danh chính điện tử. Đó, thì các bạn thấy là các mối nguy hiểm, các vấn đề tấn công đối với thẻ và dữ liệu trên máy. Và thì các bạn thấy là khi mà làm đến đâu thì bắt buộc là mình phải trích xuất tài liệu nó đầy đủ. Ví dụ theo số 7, theo tài liệu thông báo số 7 thì mình phải đọc tài liệu thông báo số 7 ở đâu và sẽ đưa ra kết quả. Và vì tránh cái trường, vì theo hướng nghiên cứu mà lý thuyết nhiều, đúng không? Nghiên cứu thì lý thuyết nó nhiều thì tương đương với việc mà trùng lặp đọc văn nó nhiều thì bắt buộc phải trích dẫn tài liệu tham khảo, trích dẫn theo định dạng EBM nó phải thật là chỉnh chu, chứ không phải là theo hướng ứng dụng. Là các bạn ví dụ các bạn cốt, đúng không, các bạn cốt, các bạn viết cốt phân tích thiết kế hệ thống thì làm sao mà máy nó để trách đọc văn được, không để trách được, đúng không ạ, chắc chắn là điều đấy. Nhưng mà khi các bạn viết lý thuyết thì các bạn viết nội dung văn bản thì bắt buộc đa số là sẽ dính trùng lặp đọc văn, bắt buộc cái này mình phải trích đọc văn để tránh tình trạng trùng lặp đó. Các cơ chế giao thức mật mã PAC, cái này thì các bạn học về môn nhập môn an toàn thông tin, hoặc là môn các môn mã hóa trong an toàn thông tin thì các bạn sẽ hiểu hơn. Được chưa? Đó, đây là cái việc mà mình mô hình xác thực, đưa ra cái mô hình này. Và sau khi đọc tài liệu tham khảo thì cuối cùng thì nhóm mình bên mình đưa ra được một cái biểu đồ. Biểu đồ sau ví dụ xuất trình thẻ căn công dân này, ví dụ như là kiểm tra an ninh này, đọc MRZ này, là cái vùng kiểm tra cho vùng máy đọc ấy. Sử dụng giao thức BAC đọc DG1 so sánh các thứ này, kiểm tra đặc biệt này, so sánh xin trong khoảng quy trình xác thực thành công EID hợp lệ. Đây là cái tổng hợp của những cái quá trình mà bên mình nghiên cứu sẽ đưa ra được cái biểu đồ này để chặn và giải thích mô hình, đo kiểm tra an ninh căn cước công dân này, tất nhiên mà có giải thích mô hình và theo những cái hệ mật bên cạnh, được chưa? Đó, bắt buộc khi mà các bạn làm cái hệ mật thì các bạn phải có lý thuyết chuyên sâu và gọi là khá là giỏi toán ấy thì các bạn mới làm được, đúng không? Bây giờ lược đồ này, đó, đọc dữ liệu này rất là nhiều, quá trình xác thực thụ động này, được chưa? Một cái phần nào thì nó đều có cái thông tin hoặc một cái lược đồ và cũng như là chữ ký số nó đầy đủ trên đấy. Rồi xác thực chip này, hệ thống CA này thiết lập và thông báo bảo mật của chip này, được chưa? Triển khai thực nghiệm này. Triển khai thực nghiệm thì chắc chắn là do vấn đề cơ sở về vật chất rồi, thì mình không thể triển khai được cái việc mà một cái thẻ ID hay là một cái phần mềm đọc thẻ được. Đó để đều khẳng định, nếu mà các bạn muốn triển khai được một cái phần mềm đọc thẻ thì kinh phí nó rất là nhiều, được chưa? Nó rất là đắt đỏ, không dễ đó. Và thậm chí là các bạn thấy là hiện tại thì bây giờ cũng chưa có cái phần mềm nào đọc thịt được thẻ, mà chỉ có phần mềm quét mã QR là chỉ có bên thông tin bảo mật bên công an thì họ mới có thể đọc được thông tin thôi, chứ mình làm sao mà có thể có ra được một cái phần mềm mà đọc được thẻ, đúng không? Đấy, thì do những cái điều kiện hạn chế trên thì bắt buộc là mình phải đưa ra những cái nội dung lý thuyết đó, được chưa, và phải hiểu được bản chất của vấn đề thì mình sẽ hoàn thành cái vấn đề để làm nghiên cứu của mình, đúng không ạ? Đó, các bạn có thể thấy thì hiện tại thì rất là nhiều nội dung, đúng không? Thì theo hướng nghiên cứu mà thì nội dung lý thuyết nó nhiều thì nó cũng đối với những cái bạn mà ví dụ như đang làm lập trình, làm dev và thứ, làm những cái công ty lớn ấy, thì các bạn có thể thường là các bạn ấy không chọn theo hướng nghiên cứu đâu,
Còn vì trường hợp thì bạn nào mà học lên học cao hơn, và ví dụ học thạc sĩ, học lòng tin hoặc là học thạc sĩ hoặc máy tính thì các bạn thì theo hướng nghiên cứu là nhiều, đúng không ạ? Thì đây là mình đưa ra một cái đề tài đạt 8,5 điểm cho cái đề tài này đó. Thì cái quá trình làm thế nào thì nó cũng có cái khó khăn riêng của nó. Các bạn làm nghiên cứu ứng dụng thì các bạn debug thì nó cũng đau hết cả đầu, đúng không? Còn làm theo hướng nghiên cứu thì các bạn phải tìm kiếm tài liệu, biến của nó thành của mình, Việt hóa lại, xong rồi viết báo cáo, đánh máy tay từng công thức một và trích dẫn tài liệu. Đấy, thì đây là mình hôm nay thì mình nói qua về một cái bài theo hướng định hướng nghiên cứu, nó hơi dài dòng một chút. Còn thường là mình sẽ trình bày về những cái đề tài mà theo hướng ứng dụng, tại vì có sản phẩm thì các bạn sẽ thích hơn, đúng không ạ? Rồi, ok, thì trên đây là nội dung toàn bộ của video này mình muốn gửi các bạn theo một cái đề tài khá là hay theo cái việc mà định danh căn cước công dân đó. Các bạn nào muốn tìm mình có thì cứ nhắn tin cho mình hoặc gửi mail thì mình sẽ gửi cho cái bài báo cáo này để tìm hiểu sâu hơn về cái việc mà thẻ căn cước công dân nó hoạt động ra sao, đúng không ạ? Giờ video của mình ở đây xin hết.